hỏi trên vô. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Trịnh Phát. Và hôm nay mời các bạn theo chân tôi đưa bố mình đi khám trên cái bệnh viện Thành ủy. Đây là cái bệnh viện dành cho những người có công với cách mạng hoặc thuộc cơ chế của Thành ủy. Cái này mình không biết của cán bộ cấp cao đó. Thì trên đây là mình xuất phát từ 7 giờ sáng và mời các bạn đi theo mình nha. Ông ngồi lấy cái xe nha. Xe lăn. Sau khi mà nộp sổ thì mình phải chờ người ta gọi tên để người ta đo huyết áp đó. Cô gái ở xa là đo huyết áp cho các cụ. Các cụ này chờ rất là lâu rồi, ta dậy rất là sớm nha. 6 giờ là thấy ngồi đây một đống rồi đó, nhiều lắm à. Không biết là nộp sổ khi nào. Mình tới đây cũng gần 8 giờ rồi đó. Các cụ lão thành cách mạng ngồi đây chờ đọc tên, có hồ sơ đó, hồ sơ theo dõi. Mình phải ngồi chờ thôi các bạn, lâu lắm nha, này phải trên tiếng mấy mới tới lượt. Trong lúc ngồi chờ á, mình nghe được câu chuyện về cơ yếu. Quấn nhau mấy ông mù mà đấu với nhau ăn cũng được. Cơ yếu. Dạ. Quan hệ rộng rãi. Yeah.
xin phiếu xét nghiệm máu ấy. Này mình có cần chưa? Bên trước cái chân nó đau quá. Bên trước cái chân nó phù lên. Chân nó phù lên đau quá. Dạ hết chưa? Chưa. Bữa nó sưng lên. Sưng lên. Nhưng mà đau. Cái nhờ cái bác sĩ kia chích vô. Chích cho nó đỡ rồi. Cái đau sưng nó đau. Chích vô đỡ. Nhưng mà đau sưng nó đau. Đau. Này nó sưng lên nè, xong rồi nó sưng cái bù nó lên. Giờ đóng chân. Bữa chích mà hai mũi rồi. À, đi không được. Bữa lên lên và xin thuốc thôi à. À, lên xin thuốc. Xin thuốc hai lần rồi trước Tết để gặp người khác mà. Đã bị thương mà phải chịu. Cảm ơn chú. Mấy ông là lẹ lắm, mấy năm trước thấy coi khỏe làm sao thấy được khác rồi. Tội nghiệp lớn tuổi không à. Trời, đứng về giùm con. Biết là dạ cứ đứng từ từ, không có gì gấp gáp. Trời, đứng sát kia đi. Đưa tay vô đây hả? Khoan, để hướng dẫn cái tay hả? Rồi. Sọt tay vô đây giùm con. Đúng rồi, ôm cái này luôn cho chắc.
đó đúng rồi, đứng xích qua đây tí xíu nữa đó, đúng rồi, đẹp rồi đó, đứng đây có gì dịch vụ nha. Dạ rồi rồi. Rồi đẹp rồi nha, đứng vậy nha, con bắp lẹ lắm. Kiều hít sâu đứng thở lại, hít sâu đứng thở lại, hít sâu đứng thở lại, hít sâu xong đứng thở lại, hít sâu nha, xong đứng thở lại. Thôi quá đẹp luôn. Rồi. Xong. Bà đi xe rồi. Ông cứ bước rồi, ông bước xuống từ 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 từ. Dạ. Dạ dạ, để mở cửa cho. Rồi. Rồi cảm ơn anh nhiều. Dạ dạ dạ. Rồi. Sợ dướng vô cái xe này quá. À không sao. Rồi cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh đó. Xong chưa bác? Xong chưa bác? Chưa hả? Còn đi tiếp nữa. Kéo áo ra cho được đây. Kéo căng đó. Đó, qua cái vú luôn. Đúng rồi, rồi kéo hai cái ống quần cao lên luôn. Qua đầu gối anh. Rồi được rồi, cáo lên rồi, tới đó rồi. 1, 6, 9, 9 Phạm Tuân nè. Ông giờ nhiêu tuổi anh ha? Phạm Tuân nhiều lớn rồi ha. Ông chắc bự con đúng không anh? Bự. À. Ở Việt Nam có mình ổng đi lên vũ trụ rồi. Bây giờ có tiền đi trường ông ơi. Có tiền có sức khỏe là anh, chứ bây giờ vợ chồng ăn cùng chân mặt cái mặt có tiền. Bây giờ Mỹ nó có chuyến đi vô. Này kẹp vô hồ sơ anh. Dạ. Đó xong rồi. Bây giờ nghỉ rồi. Trễ quá nhỉ. Đuổi quá. À, đi khám mắt nữa, kẹp không? Về rồi. Về rồi anh. Bây giờ bắt vô được không? Thôi bắt vô đi. Vô đi. Bắt bước vô đi. Để quên cái cây gậy kia. Rồi vô đi, ông vô đi, tôi lấy cái gậy. Thank you.
cái cây gậy thần kỳ. À, đây nha. Rồi. Chiến á, ông thì tiền kháng chiến là qua hai cuộc kháng chiến, chống Pháp, chống Mỹ luôn, tiền khởi nghĩa chứ, đó là tiền khởi nghĩa. Nha, đi đi đánh nhau sớm quá, đúng không? Thì giờ vẫn còn sống như vậy. Kiểu dạng như 90 tuổi đã phải đi rồi. Đúng rồi. Ban liên lạc dạng như Kim Đồng rồi đó. Kim Đồng. Được lắm à. À, hồi đó cũng mình quay giờ lịch sử mấy cái chuyện này cực lắm. Thì nó giống như giờ mình đang cực nè, thấy không? Chứ 40 năm sau là thấy tụi nó sướng hẳn, đúng không? Đúng rồi. Giờ giống như giờ cái ủa ngày xưa tôi lái taxi cực lắm, không? Bây giờ tụi mày đâu còn ấy đâu, bay bay lên trời hết rồi, không? Năm sau nó khác.